với thân mạng vô thường trong thế giới đầy khổ não mà hôm nay chúng ta vẫn... Tại ra ngày lễ Phật đản mà chúng tôi lại không được treo cờ Phật giáo. Từ xưa đến nay, chúng tôi từng treo cờ, có ai cấm không? Chúng tôi chỉ thi hành lệnh trên, còn tại sao cấm treo cờ Phật giáo thì đồng bào cứ lên dinh tỉnh trưởng mà hỏi. Không lôi thôi gì hết, bây giờ yêu cầu bà con hạ cờ xuống, nếu không bắt buộc chúng tôi phải hạ. Chúng tôi không hạ, các ông có súng ống trong tay, muốn làm chi thì làm. Chính phủ đã chỉ thị cho các cơ quan phụng sự bất cứ tôn giáo nào, trên các cơ sở phụng tự như nhà thờ, chùa chiền vân vân, chỉ treo cờ quốc gia mà thôi. Chính phủ đã hỏi các tổ chức tôn giáo, họ đều đồng ý là công dân trong một nước, chỉ treo cờ quốc gia. Lúc trước, vì muốn tránh treo cờ đỏ sao vàng của Việt Minh hay cờ tam tài của Pháp, nên có những tôn giáo treo cờ hiệu riêng. Nay, nước nhà đã độc lập, nên chỉ treo cờ quốc gia, các tư gia cũng vậy. Đây là nội dung chỉ thị của chính phủ. Chúng tôi yêu cầu thượng tọa ký vào bản thông cáo, phổ biến cho giáo hội và các Phật tử biết để chấp hành. Mô Phật, việc này quá lớn và tôi từ sẽ không đủ tư cách để ký vào một bản thông cáo như vậy. Tôi xin phép về để trình lên Hòa Thượng Tăng Thống giải quyết. Nam Mô A Di Đà Phật. Cho tôi nói chuyện với thiếu tá phó tỉnh trưởng. Anh Sĩ hả? Anh lên trình về cầu là thượng tọa Thích Trị Quang không chịu ký vào bản thông cáo và xin cầu cho chỉ thị mới. Dạ. Dạ. Tôi hiểu. Dạ dạ. Sẽ làm đúng như vậy. Dạ rõ. Trình thiếu tá có đại ủy Lộc xin gặp gấp. Mời vào. Dạ. Trình thiếu tá, bọn Phật tử từ chùa Từ Đàm kéo xuống rất đông, dây đầy phát thanh và đòi phải phát thanh buổi lễ Phật đản sáng nay. Đại quý đã làm những gì rồi? Tôi đã cho xe dầu rồng và xe tăng án ngữ trước đài. Cảnh sát gia chiến cũng đã sẵn sàng. Đại quý đi ngay đi, dùng loa ra lệnh giải tán, tôi sẽ xuống ngay. Vì an ninh trật tự chung, tòa tỉnh trưởng ra lệnh cho đồng bào giải tán ngay, không được tụ tập bất hợp pháp. Vì an ninh trật tự chung, tòa tỉnh trưởng ra lệnh cho đồng bào giải tán ngay, không được tụ tập bất hợp pháp. Vì an ninh trật tự chung, tòa tỉnh trưởng ra lệnh cho đồng bào giải tán ngay, không được tụ tập bất hợp pháp.
dù lộn xộn ở Huế, đã bị các hãng thông tấn ngoại quốc xuyên tạc với ác ý. Nay Tổng Nha Thông tin xin trình bày sự thật như sau. Vì một hiểu lầm đáng tiếc, nhân viên công lực và một số tín đồ Phật giáo có vài va chạm nhỏ, lợi dụng tình hình, Việt Cộng tung lựu đạn làm chết 7 người và bị thương 6 người. Phương tiện duy nhất mà cơ quan an ninh sử dụng để giảng hồi trật tự và ngăn ngừa cộng sản chỉ là những vòi xịt nước, không có khả năng gây thương tích cho bất kỳ người nào. Hiện nay, tình hình đã yên tĩnh, dân chúng rất phẫn uất về việc Việt Cộng lợi dụng lễ Phật đản để tàn sát, quấy rối và chia rẽ đồng bào với chính phủ. Sài Gòn ngày 9 tháng 5 năm 1963. Một bản thông cáo ngu xuẩn. Chúng ta cần những bản thông cáo ngu xuẩn như vậy, càng nhiều càng tốt. Theo bản báo cáo tối mật của Chi cục Tình báo Mỹ, thì có tất cả 44 người chết tại trận, lối 33 người bị thương. Làm sao anh lại có được bản báo cáo tối mật đó? Cái gọi là bản báo cáo tối mật lại được dịch ra nhiều thứ tiếng. In Ronio gửi cho các hãng thông tấn ngoại quốc. Lại một đòn nham hiểm nữa của CIA. CIA bắt đầu khai quả thật sự. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm hiểu xem người Mỹ sẽ hành động như thế nào và giới hạn của hành động đó. Anh hy vọng sẽ thu thập được một vài tin tức qua cuộc họp báo của Ngô Đình Dung. Đại diện báo Asahi xin được hỏi, vì sao chính phủ ra lệnh cấm treo cờ Phật giáo? Không hề có lệnh cấm treo cờ Phật giáo. Chỉ có lệnh như mọi quốc gia khác, nơi công cộng không một lá cờ nào được thay thế quốc kỳ như vụ số 10 của Tổng thống quy định. Tôi xin phép được hỏi tiếp, tại sao vụ số 10 không được áp dụng đối với đạo Công giáo? Tổng giám mục địa phận Sài Gòn đã ra thông cáo, chỉ treo cờ Công giáo bên trong các nhà thờ, tu viện. Xin lỗi ông cố vấn, đó là thông báo mới đây và cũng chỉ ở địa phận Sài Gòn thôi. Nhưng ông thấy đó, chúng tôi không kỳ thị tôn giáo. Bằng chứng là chúng tôi đã thi hành kỷ luật nhiều sĩ quan cảnh sát ở Huế. Tất nhiên, xin ông hiểu, không phải bất kỳ kỷ luật nội bộ nào của chúng tôi cũng đều công bố cả. Cảm ơn ông cố vấn. Đại diện báo Le Figaro xin hỏi, trong các thông cáo, chính phủ Việt Nam nhắc nhiều lần rằng Việt Cộng chủ mưu xúi dục tín đồ Phật giáo biểu tình và cũng chính Việt Cộng ném chất nổ MK. Nhưng rất nhiều người tận mắt trông thấy chính lực lượng an ninh làm chuyện đó. Ông không biết rằng bộ sắc phục an ninh không phải là vật mà Việt Cộng khó tìm. Nhưng người ta biết cả mặt người cho nổ khối chất nổ. Đó là loại TNT rất thông dụng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cũng như thế, Việt Cộng tìm TNT và các loại vũ khí của quân lực Việt Nam Cộng Hòa không phải là điều mới xảy ra. Thế thì tại sao lại phải đổi TNT ra MK? Một sơ sót kỹ thuật. Chúng tôi đã khiển trách bộ phận thông tin. UBA xin phép đặt câu hỏi. Dân chúng tụ họp đông đảo vì lý do tôn giáo. Tại sao lực lượng an ninh của chính phủ phải dùng vòi rồng và lựu đạn cay? Liệu rằng cảnh sát ở nước Mỹ có cách nào phân biệt được trong đám đông ai là dân thường, ai là cộng sản không? Vòi rồng và lựu đạn cay càng không có khả năng phân biệt những thứ mà chính con người còn chưa phân biệt nổi. Một câu trả lời có tính triết lý. Rất tiếc chúng ta đang nói chuyện chính trị, vì một ít người mà đi đến xử sự thô bạo với số đông. Dư luận phương Tây khó đồng tình với chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong trường hợp này, thưa ông Roger Spickens, có vẻ hãng thông tấn UPI hay chính xác hơn, cá nhân ông là một đồng minh đáng tin cậy của Việt Cộng. Nhân danh nghiệp đoàn các phóng viên ngoại quốc ở Sài Gòn, mà tôi là thư ký, tôi phản đối cách nói của ông cố vấn. Các ông có thể phản đối, mặc dù trong thâm tâm tôi muốn các ông đồng tình. Tuy nhiên, vấn đề là sự thật. Đại diện báo Financial Affairs xin hỏi một câu rất hiền lành. Từ câu trả lời của ông cố vấn cho bạn đồng nghiệp Washington Post, người ta có quyền lật ngược nội dung.
cuộc đàn áp đẫm máu diễn ra ở Huế phải chăng là đồng minh đáng tin cậy của cộng sản? Cô Helen thân mến, chúng ta nên nghiêm chỉnh. Tôi không thấy trong câu hỏi của tôi có một chút tính cách khôi hài nào. Và nếu vậy tôi đặt câu hỏi khác. Ông, cô vẫn có cho rằng nhà sư Thích Trí Quang đại diện cho một xu hướng chính trị nào đó không? Tôi không thích võ đoán. Tuy nhiên, với những bằng chứng xác thực, tôi có thể giới thiệu hai đặc điểm của ông Trí Quang. Một là quê ông ta ở phía Bắc vị tuyến 17, từng học đạo với một nhà sư nay đang ở Hà Nội. Hai là ông Trí Quang có nhiều bạn bè thuộc Đảng Đại Việt. Ông cố vấn lại bắt đầu rơi vào cái chỗ mà ông vừa kết án, tức là ông nói chuyện khôi hài. Quê của gia đình ông cố vấn nghĩa là có tổng thống nhiệm, cũng ở phía Bắc vĩ tuyến 17. Và thật là khôi hài khi ông cố vấn hàm ý chỉ ra rằng giữa cộng sản và Đảng Đại Việt có một mối quan hệ thân ái nào đó thông qua môi giới của nhà sư Trí Quang. Cô nhà báo đi quá xa giới hạn của cuộc trao đổi giữa chúng ta rồi. Cô có quyền suy luận, nhưng không phải tại đây. Cảm ơn cố vấn đã làm sáng tỏ nhiều uẩn khúc mà chúng tôi rất quan tâm. Đại diện báo Newsweek xin hỏi một câu. Có tin đồn khá rộng rãi ở Mỹ và cả ở Sài Gòn về vai trò của đại sứ Frederick Nolting, vai trò thiên vị che đỡ cho chính phủ ông Diệm. Ông đánh giá tin đồn đó như thế nào? Đại sứ Nolting là một người bạn quý của Việt Nam Cộng Hòa, là một người giàu kiến thức và thấu đáo điều kiện của đất nước chúng tôi. Dĩ nhiên, không phải không có những khoảng cách trong những sự việc nào đó giữa đại sứ và chúng tôi. Câu hỏi vừa rồi của ký giả báo Newsweek có làm ông kỹ sư băn khoăn không? Băn khoăn về cái gì? Về đại sứ Nolting, về những hành động mà người Mỹ sẽ có trong tình hình hiện nay. Cô Helen thân mến, cô định lôi tôi ra đây để làm một cuộc phỏng vấn bỏ túi phải không? Ông Luân hiểu lầm ý tốt của tôi. Tôi mời ông ra đây để báo cho ông biết một tin rất quan trọng. Tòa Bạch Ốc đang có dự định thay đại sứ Frederick Nolting. Và người thay thế ông Nolting là ông Cabot Lodge. Cabot Lodge có biệt danh là chuyên viên đạo chánh. Có nghĩa là người Mỹ sắp thay ngựa. Thay ngựa hay thay yên cương là vấn đề ta phải tìm hiểu gấp. Không liên lạc được với A07. Trong tình thế biến chuyển như hiện nay, chúng ta phải làm gì? Trong khi chờ đợi chỉ thị mới của A07, trách nhiệm của chúng ta vẫn là gây rối loạn nội bộ Sài Gòn. Về phía em, có gì mới lạ không? Có một việc anh cần phải lưu ý là đại úy Thổ ở Bến Tre đã được thuyên truyền về Tổng Nha và hiện là trưởng phòng M2, tức là phòng lưu trữ các hồ sơ tối mật thuộc loại top secret. Theo tin đồn ở Tổng Nha thì Thổ đã chạy trọt với một số tiền rất lớn để được đổi về Sài Gòn. Chuyện đó không có gì là lạ. Chuyện lạ là Thổ được bổ nhiệm làm trưởng phòng M2. Hình như đại úy Thổ rất quý và nể anh. Có thể vì lúc đó anh là cấp trên của Thổ. Em sắp xếp mời Thổ ăn cơm một hôm. Anh cần phải gặp tay này. Bà Saroyan hẹn anh ở đây à? À. Ngày mai bà ta về Mỹ, nếu muốn từ giã anh, tại sao không hẹn ở nhà mà lại ở đây? Đó là điều anh cũng đang tự hỏi. Chào anh Luân. Chào Dung. Chào Sarayan. Xe đâu mà chị lại đi taxi? Xe em để trước tiệm uống tóc Mimi. Vào tiệm em ra cửa sau đi taxi đến đây, vì em sợ bị theo dõi. Theo dõi? Câu chuyện dài lắm, vào trong kia em sẽ kể cho anh chị nghe.
Câu chuyện xảy ra sáng nay lúc em vào hải cảng để gửi một số đồ về Mỹ. Em vẫn còn sùng mình. Cho em điếu thuốc. Em vừa thoát khỏi một cuộc mưu sát. Mưu sát? Anh tưởng là một tai nạn à? Lúc đầu em cũng nghĩ như anh. Nhưng lúc em vừa hoàn hồn định đứng lên thì chợt thấy tên Kiên lái xe đi. Chắc anh không lạ gì tên Kiên, chủ tiệm bán đồ cổ đường Katina, thường được gọi là gã đầu bạc. Hắn là cánh tay mặt của đại tá Smith, trưởng một chi nhánh của CIA. Nhưng còn lý do mưu sát? Có lẽ vì em biết quá nhiều những chuyện bí mật về những hành động bẩn thỉu của CIA. Nhưng chồng chị là nhân viên cao cấp của CIA cơ mà. CIA gồm có nhiều ngành khác nhau, mà Smith lại không thuộc chi nhánh của anh Fischel, tuy vẫn làm việc chung. Điều thứ hai mà CIA muốn thanh toán em là vì chúng nó nghi em đưa tin cho anh. Sarayan phỏng đoán hay là căn cứ về một yếu tố nào? Cả hai. Trước khi về Mỹ, anh Fischel đã dặn em một điều. Em nói lại nguyên văn nhé. Không nên gặp đại tá Luân vì gã đại tá này dấn quá sâu vào gia đình ông Diệm. Vậy mà Sarayan vẫn gặp tôi? Không những gặp mà còn theo anh chị về nhà ở luôn, cho đến ngày mai anh chị đưa em lên máy bay. Thank you.
Sao hôm nay anh lại mặc quân phục? Mặc đồ này vào phi trường dễ hơn. À, mấy giờ máy bay cất cánh? Hình như 9:30. Em không nhớ rõ. Anh coi giùm em. Tôi tưởng Sarajan đi bằng Panam qua Mỹ. Sao bây giờ lại đến Tel Aviv bằng Air France? Sau khi em bị mưu sát hụt và trước khi gặp anh, em đã đến hãng Air France nhờ đổi vé và nói đến. À. Nhưng tại sao chị lại đi Tel Aviv? Em quên rằng Sarajan là người Kuwait à? À, phải rồi. Chắc chị sẽ đổi máy bay của hãng hàng không Ả Rập đi Kuwait. Vậy là chị không về Mỹ nữa. Ở Kuwait, em sẽ an toàn hơn. Em sẽ điện cho anh Fischer biết mọi việc. Mấy giờ máy bay cất cánh? 9:30. Bây giờ là 8:15. Đúng 15 phút nữa chúng ta đi. Đến phi trường, mọi thủ tục giấy tờ chuẩn quý thạch sẽ lo. Sarojan không nên ra khỏi xe. Tôi sẽ đưa Sarojan ra tận chân cầu thang lên máy bay 10 phút trước khi máy bay cất cánh. Thưa đại tá, xe đã sẵn sàng. Anh lái xe. Và kể từ giờ phút này, anh phải cẩn thận. Nghe rõ. Xe Ford Falcon VN4017. Được, cứ làm như tôi đã dặn. Có gì báo tôi ngay. Thưa bà dân biểu, ý kiến của bà về vụ tự thiêu vừa qua như thế nào? Đó là một vụ rô ti vô ích. Nếu họ thiếu xăng và diêm quẹt, chính phủ sẽ sẵn sàng cung cấp cho. Có vẻ Phật giáo sắp tổng tấn công. Họ nắm thời cơ,
cả thế giới xúc động vì vụ từ thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức. Trình ông cố vấn, có đại tá tổng tư lệnh cảnh sát quốc gia xin gặp ông cố vấn. Cho vào. Dạ. Đã thế nhà tôi lại đổ thêm dầu vào lửa. Trình ông cố vấn, đây là bản nghị sự di chuyển của các nhà sư từ Trung Phần vào Sài Gòn trong tuần này. Ông đưa cho đại tá luôn. Dạ. Còn vụ từ thiêu nào nữa không? Thưa không. Ông bảo đảm bằng cái đầu của ông, nếu còn một vụ từ thiêu xảy ra bất cứ ở đâu trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Thưa. Cái gì? Một nữ sinh tự chặt tay phản đối. Phản đối ai? Phản đối. Dạ, phản đối bà cố vấn. Ông ra lệnh cho cảnh sát Huế tìm mọi cách khéo léo nhưng cương quyết không cho các nhà sư di chuyển từ Huế vào phía Nam. Dạ. Cảnh sát sân bay Phú Bài, đường bộ và xe lửa phải chấp hành triệt để lệnh này. Dạ, nghe rõ. Ông có thể về. Dạ. Anh luôn. Anh cần phải rời Sài Gòn một vài ngày. Để đi đâu? Đi Huế. Chào đại tá luôn. Chắc đại tá không nhớ tôi. Trái lại, tôi nhớ anh rất rõ. Anh là người của Nguyễn Tôn Hoàng. Chỉ có tên anh là tôi chưa được biết. Xin khâm phục trí nhớ của đại tá. Tôi tên Quang, Nguyễn Vinh Quang. Tôi có một việc muốn thưa với đại tá. Không biết đại tá có vui lòng nghe không? Anh cứ nói, tôi sẵn sàng nghe. Xin cảm ơn đại tá. Chúng ta vừa đi ngắm cảnh vừa nói chuyện. Chắc đại tá cũng đã biết, chùa Từ Đàm hiện đang bị phong tỏa chặt chẽ. Một thượng tọa cần được đưa ra khỏi chùa và sau đó đưa về Sài Gòn với một cuốn băng ghi âm lời kêu gọi của Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Người duy nhất có thể làm việc đó là đại tá. Tại sao tôi lại phải làm việc đó? Vì đại tá là một người quốc gia chân chính. Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàng đã một lần nói như vậy. Cộng với những việc của đại tá đã làm. Anh có biết tôi ra Huế để làm gì không? Trao cho tỉnh trưởng Thừa Thiên những chỉ thị tối mật của ông cố vấn Ngô Đình Nhu và gặp gỡ một số thượng tọa trong giáo hội Phật giáo ở Huế. Tin tức của các anh khá lắm. Về đề nghị trên tôi phải xem xét lại, chưa thể trả lời ngay được. Tôi sẵn sàng cho đại tá và xin tự đặt dưới quyền điều khiển của đại tá. Tôi đã cố dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể lọt vô được. Còn người của mình ở bên trong? Kẹt luôn bên trong, không liên lạc được. Chỉ còn một cách là mua chuộc bằng lĩnh. Nếu ông đồng ý thì tôi cần phải có rất nhiều tiền. Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần cô đưa được việc đó cho thượng tọa X. Chừng này đủ chưa? Có thể đủ, nếu thiếu tôi sẽ hỏi ông sau. Ông còn cần dặn tôi điều gì nữa không? Chỉ có vậy, nếu mọi việc trót lọt thì gặp lại tôi giờ này chiều mai. Dạ. Zero zero four Colin Eagle, do you reach me over? Thưa thiếu tá, tôi nghe rõ. Dạ. Dạ nhớ. Đại tá Nguyễn Thành Luân. Dạ. Dạ chào thiếu tá. Tôi không thấy có điều gì lợi.
khi chúng ta cầu cứu với đại sứ Mỹ. Đúng là ông Diệm gây nên pháp nạn, nhưng giáo hội cần dựa vào bổn đạo và đồng bào. Bạch Hòa Thượng, tại sao chúng ta không gióng một tiếng chuông cho chính phủ Mỹ biết Mỹ là đồng minh của chúng ta? Đồng minh là đạo pháp chỉ có một đồng minh, đó là điều thiện. Đạo pháp không thể đồng minh với người nước ngoài, nhất là người đó đang gây chiến tranh ở nước ta. Bạch Hòa Thượng, chẳng lẽ chúng ta không chống cộng? Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tổ không dạy cho đệ tử của người chống ai cả. Không thể như vậy được. Đây là đại tá Nguyễn Thành Luân, tham mưu biệt bộ phụ tổng thống. Thưa đại tá, em đã được lệnh để đại tá ra vô tự do. Bây giờ anh nên cho em biết anh đưa em lên đây để làm chi. Chắc không phải để ngắm cảnh, vì cả hai anh em mình đều sinh ra tại Huế và không là Chí Lăng Từ Đức. Em nói đúng, anh từ Bến Tre lên Sài Gòn và bay ra đây chỉ với một mục đích, yêu cầu em đừng dính dáng gì tới những vụ lộn xộn của Phật giáo nữa. Anh có thể cho em biết lý do tại rắn không? Lý do thứ nhất là sau vụ em thoát chết ở đài phát thanh, má gửi thơ cho anh, biểu phải khuyên lơn em. Má rất thương và lo cho em. Lý do thứ hai là anh bị áp lực của tổng nha. Em nên biết một điều là nếu không có anh, em đã bị bắt từ lâu rồi. Anh rất khổ tâm khi phải nói với em những điều này. Nếu anh có tiền để lo giải ngũ, trở về nghề dạy học, thì chắc anh cũng làm như em và không bao giờ yêu cầu em điều gì rồi. Anh có thể giải độ nỗi khổ nạn không? Tài răng lại dùng áp lực về anh. Em không thể tưởng tượng được lại có một chính phủ dùng những chính sách hạ cấp như vậy. Tâm, em nói nhỏ một chút, ở đâu cũng có tay vách mạch rừng. Xin cáo ông vui lòng cho chúng tôi tiếp tế cho các thương tòa. Chúng tôi không có quyền, các người đợi đại quý đến giải quyết. Đại tá Nguyễn Thành Luân quên cây cặp, chào anh. Dạ. Đại quý Lộc đây, có chuyện gì đó? Không tiếp tế gì hết. Lệnh của thiếu tá là không ai được vô chùa, nghe rõ chưa? Ai? Hạ Sĩ Phi hả? Đưa máy cho nó. Phi hả? Có chuyện gì đó? Cái này mấy phút? Vậy hả? Thôi được. Hạ Sĩ Phi báo cách đây 35 phút, đại tá Nguyễn Thành Luân vào chùa với một cận vệ mang các bậc dũng quý. 15 phút sau cả hai trở ra, vừa lúc một đám biểu tình kéo đến. 15 phút sau nữa, nghĩa là cách đây khoảng 5 phút, Phi lại thấy gã dũng quý cận vệ từ trong chùa đi ra. Y nói là đại tá Luân quên cái cặp. Mà theo Phi thì hắn không thấy gã cận vệ đi vô chùa lần thứ hai. Có thể vì chú ý đến đám biểu tình nên Phi đã không trông thấy gã cận vệ vô chùa lần thứ hai chăng? Phi quả quyết tất cả nhà ra vô cổng chùa đều phải đi qua trước mặt hắn. Thiếu tá có nghĩ là đại tá Luân đã... Chúng ta phải hành động ngay. Từ đây đến chân đèo Hải Vân chúng ta có mấy chốt? Dạ hai.
Gọi ngay chốt thứ hai, thông báo số xe của đại tá luôn. Kể từ giờ phút này, chuẩn quý Thạch lái xe. Nghe rõ. Anh Quang đi trước, tôi sẽ đi sau. Hai xe cách nhau 10 phút. Nghe rõ. Đại tá có dặn thêm gì tôi nữa không? Việc của tôi coi như xong. Từ đây trở đi là việc của anh. Cảm ơn đại tá nhiều. Tôi đề nghị Đại Đức cứ giữ lớp cải trang cho đến khi qua khỏi miền Trung. Nhắc lại, xe Ford Falcon mang bản số VN4017 và nhớ là không được vô lễ với đại tá Luân, nghe rõ không? Thưa đại quý, nghe rõ 5/5. Cho nổ máy sẵn, thấy chiếc Ford Falcon chạy qua là dọt theo ngay. Nghe rõ. Hình như mình có một cái đuôi. Đạp thêm ga của nó có theo mình không? Như các anh muốn gặp tôi thì phải. Trình đại tá, chúng tôi được mật báo là có kẻ cài bom trong xe đại tá, nên vội rượt theo để báo cho đại tá biết. Trung quý có biết ai định ám hại tôi không? Dạ, chắc là Việt Cộng. Và bây giờ chắc các anh muốn khám xe tôi. Dạ, nếu đại tá cho phép. Trung quý, mở cốp xe cho họ coi. Dạ. Mời chứng quý. Chứng quý có cái nón đẹp quá cho em coi xí. Chứng quý còn trẻ mà sao tóc bạc nhiều quá vậy? Để em nhổ cho. Có nhổ rồi sao tóc bạc nào không? Tóc chứng quý cưng quá. Thưa Trung quý, không có quả bơm nào cả. Như vậy chúng tôi đi được chứ? Dạ. Cảm ơn Trung quý và các anh em.
nghĩ thế nào về đại úy Thổ? Theo anh, Vũ Thổ về tổng nha làm trưởng phòng M2 phải có một tay đỡ đầu cỡ bự. Tin đồn Thổ lo tiền bạc chỉ là một tấm bình phong. Có nghĩa là Thổ thuộc một phe phái nào đó trong chính phủ à? Không hẳn là vậy. Em đừng quên mảnh giấy mà Saroyan đã nhét vào túi anh trước khi lên máy bay. Em không hiểu hết ý anh. Mảnh giấy ghi một số sĩ quan cấp tướng dự một cuộc họp bí mật tại nhà Fischel, trong đó có Smith và Carterberg. Mà Carterberg là chuyên viên về đảo chánh của Cục Trung ương Tình báo Mỹ. Như thế, nếu đại úy Thổ không thuộc phe các tướng lãnh thì là người của CIA. Bằng vào cái nhìn phiến diện thì như vậy, anh sẽ trở lại vấn đề này với em sao? Tình hình mấy hôm anh đi như thế nào? Lộn xộn lắm. Chính phủ đã thành lập ủy ban liên bộ để thảo luận với ủy ban liên phái của Phật giáo, nhưng cuộc thảo luận không đi đến đâu. Sinh viên, tăng ni, Phật tử xuống đường liên miên. Trung úy Lê Ngân hiện là nhân viên chìm phụ trách khu vực chùa Sa Lợi. Anh Luân này, em thấy lo về vụ ở Huế. Anh có nghĩ là chúng nó sẽ báo cáo với Ngô Đình Nhu không? Anh cho là không, vì hai lý do. Nếu chúng tin là anh đã đưa một đại đức ra khỏi chùa Từ Đàm, thì chúng càng phải giấu nhẹm đi để chạy tội, vì không tìm thấy đại đức nào hết trong xe anh. Thứ hai, chúng nghĩ là tên lính gác đã nhìn lầm khi cho rằng chuẩn quý Thạch đã đi ra lần thứ hai. Alo, vâng, tôi nghe đây. Chào bác sĩ. Vừa mới về lúc chiều. Vâng, tôi chuyển ngay. Chào anh. Vẫn khỏe? Ngay bây giờ à? Vâng, tôi vào ngay. Tại sao ta không báo động phong trào thanh niên thanh nữ Cộng Hòa, phụ nữ liên đới, lên tiếng rầm rộ kết án các nhà sư gây rối? Tại sao ta không thành lập trong ruột Phật giáo một nhóm tách ra khỏi ủy ban liên phái, giao cho Cao Xuân Dĩ, Phan Văn Tạo lo việc đó? Riêng phụ nữ liên đới, tôi sẽ đi các tỉnh. Tôi đề nghị đức cha không ra mặt, vì như vậy dễ bị hiểu lầm đạo chống đạo. Ta sẽ không chịu thua một cách dễ dàng. Mấy lão thầy chùa định đùa với lửa, họ sẽ được tội nguyện. Trình ông cố vấn, đại tá Luân đã đến. Điều hết sức quan trọng hiện nay là không để vụ Phật giáo bị quốc tế hóa. Tôi dự định cử anh Luân lên Nam Vang. Anh ấy vốn là bằng học của Sihanouk. Làm cho Sihanouk không chống ta trong lúc này thì có khả năng giảm bớt áp lực bên ngoài. Thứ hai, hiện nay ở Việt Nam Cộng Hòa có gần 300.000 người Campuchia. Tất cả đều là tín đồ Phật giáo phái Theravada, chịu hệ thống lãnh đạo của các vua sài ở Nam Vang. Cách duy nhất để chống lại sự phá hoại của các nhà sư phải bằng chính những người theo đạo Phật. Anh nên đi Nam Vang một chuyến. Nhiệm vụ của anh không chỉ giới hạn ở chỗ trình bày với các vua sài về tình hình thực tế ở Nam Việt Nam, mà còn tìm cách gặp Sihanouk. Sợ gì Tổng thống và tôi nghĩ đến anh trong sự mạng này là vì chúng tôi biết anh và Sihanouk từng học chung ở trường Saslu Loba. Đoàn Quốc hội Việt Nam ở khách sạn Trắng, Nguyễn Thành Luân ở phòng 409.
tốt. Ở White Hotel thì dễ cho cô hành lộng hơn. Và như vậy ta loại bỏ số 1 và số 5. Cô cứ theo số 2 và 4 mà làm. Xong việc tôi sẽ gặp ông ở đâu và ngày giờ? Tôi sẽ có mặt trước cổng chùa Bà Vân lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật. Nếu thấy tôi vừa ly vừa hút tẩu, tức là tôi đang bị theo dõi. Cô trở về nhà ngay và lợi tôi ở điện thoại. Nếu ông cũng gọi cho tôi thì tôi phải làm gì? Tôi sẽ gọi cho cô. Hãy nhìn cho kỹ, người dông dỏng cao, mặc bộ com lê xanh đậm là Nguyễn Thành Luân. Thưa đại tá, tôi là Fusara, được lệnh của Samdet mời riêng đại tá vào hoàng cung và sau đó đại tá sẽ dùng bữa với Samdet. Luôn. Không ngờ được gặp lại bạn xưa. Tôi cũng vậy. Không ngờ được gặp thái tử, nhất là gặp tại Nông Pênh. Rừng bom nâng mông, ô nào
Mời nhà. Đúng như đại tá đã dự đoán, tôi bắt quả tang cô này vào phòng đại tá, chuẩn bị cho một cuộc bắn tỉa. Cô ta đã khai những gì rồi? Cô ta giả vờ không biết tiếng Việt, hỏi gì cũng lắc đầu, nói toàn tiếng Miên. Tôi chưa vô phòng tôi thì tên đồng lõa của cô bé này vẫn còn đợi tôi ở đâu đó trong bưu điện đối diện với khách sạn. Vụ này có lẽ ta nên trao lại cho thiếu tá Kosen. Alo, không biết nghe tới Kosen nè, nó có ba sai không? À, chào đại tá luôn. Vậy à, đại tá không đùa chứ? Vụ nổ trong hoàng cung chúng tôi vẫn theo dõi. Tôi có cách làm cho nó khai. Và nếu cô bé chịu khai thì thiếu tá sẽ tóm được tên mà thiếu tá để sổng mất hôm trước. Đúng vậy, hắn là Lý Cai. Quý nữ hãy tới tam lực rồi, sao bắn tam anh ốc nữa tôi cho chân bị quát ở sắp. Bóng bóng này ốc nữa tôi cho chân bị quát đi. Tam lời còn đau. Lý Cai, chúng tôi cho anh 5 phút để suy nghĩ. Qua 5 phút, nếu anh không ra đầu hàng, chúng tôi sẽ nổ súng.
Hình như tất cả mọi việc đại tá đều đã biết trước. Tôi không ngạc nhiên lắm về điều đó. Tuy nhiên tôi thắc mắc một điểm là tại sao đại tá lại chọn tôi? Rất dễ hiểu. Vì những người thân cận của tôi, Lý Cai đều đã biết mặt và ghi vô sổ bìa đen của hắn. Đại tá biết trước là sẽ bị bắn lén từ tòa nhà đối diện khách sạn? Hoàn toàn không. Tôi chỉ biết là có âm mưu ám hại tôi để đổ lỗi cho chính phủ Campuchia. Vì thế, khi đến khách sạn, tôi để ý thấy đối diện là một cao ốc và mình có thể bị bắn tỉa từ đó. Trước khi vào hoàng cung, tôi đã kéo hết màn cửa lại để thử bài toán. Và mọi việc sau đó đã xảy ra như đại tá suy luận. Đại tá có biết rằng đằng sau vụ này là ai không? Qua năm tình báo cục. Vậy mà tôi cứ tưởng Lý Cai là người của... Thì ra Lý Cai là một tên gián điệp nhị trùng. Phải nói là tam trùng mới đúng. Hắn hoạt động cho cả Deuxième Bureau. Việc anh nhờ, tôi đã nói với thiếu tá Cosem. Anh đến ông ta ngay đi. Có lẽ anh phải ở lại vài ngày để lo thủ tục giấy tờ. Ngày mai tôi về Sài Gòn. Hẹn sẽ gặp lại. Cảm ơn đại tá nhiều. Sa, trong bình bán có một điếu thuốc, đó là chỉ thị của A07. Sẽ nối lại liên lạc ở Sài Gòn, theo dõi một rao giặc trên báo Cách mạng Quốc gia. Tôi đặt thẳng với anh một yêu cầu. Tôi muốn nói chuyện về phía bên kia. Anh có thể giúp được không? Anh suy tính kỹ chưa? Kỹ, rất kỹ. Như đã có lần nói với anh, tôi nghĩ là chúng ta đã quá muộn. Vả lại, giữa chủ thuyết của chúng ta và phía bên kia không có chỗ nào gần gũi. Họ không bao giờ chịu làm chiếc sào giấc anh lúc này. Anh bi quan quá.
ta còn đủ sức để cho cả hai phía Mỹ và Giải phóng biết rằng họ không thể chơi canh bạc trên đầu chúng ta. Vị trí của tôi hiện nay khó cho phép tôi nối liên lạc với phía bên kia. Tốt nhất anh nên tìm biện pháp tăng thêm lực lượng. Anh có bao giờ tính đến khả năng đảo chánh không? Đảo chánh à? Ngày 11 tháng 11 năm 60 chẳng đảo chánh là gì? Vụ ném bom Dinh Độc Lập, một hình thức đảo chánh nữa. Nhưng không thể có chuyện chúng ta bị lật đổ. Quân đội trung thành với chính phủ, các tướng lãnh chịu ơn sâu nặng của Tổng thống. Bắt đầu kế hoạch High Pressure từ phía Phật giáo. Đúng ra chúng ta lợi dụng tâm lý oán ghét ông Diệm của Phật tử với sự tiếp tay của một số nhà sư thần chúng ta. Nhưng phong trào Phật giáo có giới hạn. Người theo đạo Phật hẳn không thích Mỹ, thậm chí có cả người thân cận. Các nhà sư nói chung cũng thế. Nếu quá dựa vào phong trào Phật giáo thì đến một mức nào đó phong trào sẽ chuyển sang chống Mỹ. Tôi muốn các ông nên ra tay sớm. Các ông có khá đủ tư lệnh lục quân, tư lệnh vùng, không quân, thiết giáp, thủy quân lục chiến. Chưa ổn đâu. Tôi thấy vẫn còn tư lệnh dùng ba, kim tổng trấn Sài Gòn, sư đoàn trưởng, sư đoàn 5, tư lệnh hải quân, lực lượng đặc biệt, tư lệnh dùng 4. Trong đám này khó nhất là Tôn Thất Đính. Khó nhất theo tôi là ai sẽ đứng đầu hội đồng tướng lãnh. Ở đây không ai đủ uy tín để làm việc đó. Theo tôi, người đó không ai khác hơn là tướng Bích Minh. Cái khó là ý thức chính trị ở ông ta còn thấp. Ông ta chỉ quan tâm tới quân vật và phong lạc. Ông ta không phải kém ý thức chính trị đâu. Ông ta không thích người Mỹ. Theo tôi, việc thuyết phục ông ta nên giao cho tướng Đôn. Và nếu cần, nhờ thêm những người bạn Pháp. Ok. Còn viên tổng trấn Sài Gòn, tôi sẽ có cách. Đã có thể định ngày chưa? Ngày sẽ định sao? Các ông theo dõi báo, một nhắn tin. Tốt hơn hết là không nên bàn bạc trực tiếp với nhau. Và sao chót, đại tá Nguyễn Thành Luân. Với thằng này thì cho nó một viên đạn là xong. Không được, không ai được đụng tới đại tá Luân. Thôi nhắc cả ông Đường Nghĩa, chúng tôi cần gã. Tốt chứ. Đại tá cần nghe lại không? Câu cuối thôi, coi âm thanh như thế nào. Đang là xong. Không được, không ai được đụng tới đại tá Luân. Thôi nhắc cả ông Đường Nghĩa, chúng tôi cần gã. Âm thanh rất tốt, để quý rewind rồi đưa cùng bạn cho tôi. Cigarette? No thanks. Với cuộn băng duy nhất này, những kẻ dự họp hôm nay sẽ hết đường rút lui. Tôi phải đến gặp đại sứ Cabot Lodge. Để quý về sau nhé. Ok. Tôi rời Việt Nam để đến Bangkok dự hội nghị Liên hiệp nghị sĩ thế giới. Đồng thời nhân dịp này, tôi sẽ đi một vòng các nước nhằm giải độc dư luận. Rất nhiều nước hiểu sai về tình hình Việt Nam Cộng Hòa do bị những kẻ ác ý đầu độc. Ở Việt Nam Cộng Hòa không hề có việc kỳ thị tôn giáo, đàn áp Phật giáo, mà chỉ có việc giữ đúng luật pháp, bảo vệ an ninh trật tự công cộng. Thưa bà dân biểu. Cô nhà báo Mỹ, tôi đọc khá kỹ các bài của cô viết. Cô thâm hiểm vô cùng. Tại sao cho tới hôm nay chúng tôi chưa trục xuất cô? Chẳng lẽ cô không thấy đó là một ân huệ đặc biệt? Tôi chỉ muốn hỏi bà dân biểu một câu hiền từ. Bà có dự định đến Liên Hiệp Quốc và xin gặp Tổng thống Kennedy không? Tôi sẽ đến Liên Hiệp Quốc. Còn với Tổng thống Mỹ, ông ta có thể xin gặp tôi. Tôi đặt chữ xin của cô vào đúng chỗ của nó.
xin lỗi, tôi phải tạm biệt chồng con và người thân. Nhờ các nhà báo quốc nội nhắn với phụ nữ trong nước kiên quyết tiến lên. Bà Nhu là một phụ nữ nhiều bản lĩnh, tiếc là bà ta không hiểu thời thế. Bà Nhu không có cách nào khác. Lưới đã bủa, bà đại tá bà không sợ sao? Tại sao tôi phải sợ? Sợ cái gì chứ? Sợ cái gì à? Bà hiểu hơn tôi, hoặc ít ra cũng bằng tôi. Còn tại sao bà không sợ? Chắc chắn bà có lý do. Thưa đại tá, có bác sĩ Trần Kim Tuyến xin gặp. Bác sĩ Tuyến đến đây à? Dạ, đang đợi ở phòng ngoài. Chào bác sĩ. Tôi đến chào đại tá. Tổng thống chấm dứt nhiệm vụ giám đốc sở nghiên cứu chính trị của tôi và bổ nhiệm tôi làm tổng lãnh sự ở Lơ Ke. Thời hạn để rời Sài Gòn là 48 tiếng. Sao có việc kỳ lạ đến như vậy? Tôi chưa hề nghe ông cố vấn chưa nói với tôi một lời. Mời bác sĩ ngồi. Có thể một chỗ ngoại giao nào đó đang chờ đại tá. Lối dùng người của Nhu là như vậy. Tôi đến chào đại tá không phải để nhận lời phân ưu, mà để hỏi đại tá một câu. Lẽ nào chúng ta khoanh tay chịu cùng chết chìm với họ Ngô? Ta cần ra tay. Ra tay? Phải. Bài thuốc hiệu nghiệm nhất hiện nay là đảo chánh, lật đổ ông Diệm, ông Nhu. Đại tá đừng kinh ngạc. Ông Diệm, ông Nhu có thể làm đại tá, còn tôi thì không. Bác sĩ hiểu tôi như thế nào? Giờ phút này tôi chẳng cần giấu giếm. Tôi biết đại tá quan hệ với nhiều phía: Mỹ, Việt Cộng, các sĩ quan, các nhân vật chính trị và tôn giáo, thậm chí với cả CIA. Tóm lại, đại tá lo xa và chờ cơ hội. Cơ hội đã đến. Đại tá không đứng lên thì người khác đứng lên. Bác sĩ nói chuyện tài trời mà như đùa. Chẳng có gì là tài trời cả. Người Mỹ chủ trương. Bao giờ? Đại tá đọc một nhắn tin này. Nghĩa là trước họ định làm ngày 26 tháng 10. Đúng. Họ trì hoãn nhưng chắc không lâu. Ngày mai tôi phải rời Sài Gòn, nhưng sẽ ở lại Bangkok. Có mấy địa chỉ tôi trao cho đại tá. Đại tá có dặn gì thêm không? Tình hình rất nghiêm trọng, nước lũ có thể tràn bất cứ lúc nào. Đêm nay có lẽ cô sẽ phải trực ở văn phòng suốt đêm. Có việc tối cần thiết thì gọi tôi ở số 20208. Vâng, vâng, tôi sẽ báo cho thiếu tá Long ngay khi thiếu tá về đến đây. Vâng, vâng, chào đại tá.
Quyên đến lúc nào vậy? Đến từ nãy, nhưng thấy chị bận điện thoại nên em không lên tiếng. Em nghi chiến dịch nước lũ sẽ bùng nổ trong đêm nay. Quyên lấy tin ở đâu đấy? Em đoán vậy, vì cách đây nửa tiếng, bọn em được lệnh rút khỏi chùa Xá Lợi. Trong khi rút lui, em nhận được mặt một vài tên trong đám công an chìm lẫn dẫn quanh chùa. Còn điều này nữa, nguyên tiểu đội em được phép về nhà nghỉ bù 2 ngày. Nghĩa là đêm nay Quyến không phải trực ở đâu hết. Tốt, như vậy thuận lợi cho ta. Quyến nhớ làm theo lời anh Luân dặn nhé. Dạ. Khi nước lũ tràn, Quyến gọi cho tôi ngay. Chuông reo, tôi sẽ nhấc máy lên nói tổng nha cảnh sát. Và Quyến nói xin lỗi, tôi lộn số. Nghe rõ. Em đi đây. Quyến, hết sức đề cao cảnh giác nhé. Hello, Smith here. Mọi việc tôi đã sắp đặt xong. Từ chùa Xá Lợi qua đây chỉ cách một con đường nhỏ. Đại tá có nghĩ là bọn chúng sẽ tràn vào Yusom không? Thôi nghĩ là bọn chúng không dám. Dẫu sao Yusom cũng là một cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, để anh yên tâm, tôi sẽ cho một tiểu đội thủy quân lục chiến Mỹ xuống đó ngay. Cẩn thận, đừng để lộ là chúng ta nhúng tay vào vụ này. Liên lạc thường xuyên với tôi. Ok. Không không bốn gọi Thủy Long Dương nghe rõ trả lời. Thủy Long Dương nghe không không bốn năm trên năm. Tình hình thế nào? Quốc lộ 1 yên tĩnh chứ? Quốc lộ 1 cho đến giờ phút này vẫn yên tĩnh. Tình hình đen tối. Tin mới nhất, nước lũ sẽ tràn vào lúc không giờ. Cố gắng đừng để phải qua quốc lộ 1 bằng thuyền. Over. Over. Anh đây. Cả các chùa khác đều bị à? Như vậy anh phải đi. Trong chùa Xá Lợi có nhiều vị cao tăng, không thể để họ bị hành hạ. Thank you.
để thằng đó cho tao. Đúng là hai dấu tay đều của cùng một người. Như vậy, người cứu anh là đại úy Thổ à? Dấu tay đã khẳng định điều đó. Làm sao chú lấy được dấu tay của Thổ? Tất nhiên, lúc ấy em không biết là đại úy Thổ, vì y cũng đeo mặt nạ như em. Em nghĩ y phải là người của Tống Nha, vì y biết rõ cả người chỉ huy bọn tấn công chùa Xá Lợi là đại úy Bảo, biết luôn cả tên toán trưởng là Trung Sĩ Minh. Mặc dù Minh cũng đeo mặt nạ, nhưng có điều làm em ngạc nhiên nhất lúc ấy là đại úy Thổ lại biết luôn cả em. Có thể chú đã bị đại úy Thổ theo dõi mà không biết. Em không nghĩ là Quyến lại sơ hở đến thế. Em đã rất thận trọng khi đột nhập vô chùa Xá Lợi. Theo em, đại úy Thổ biết được sự liên hệ của anh và em, nên khi thấy em nhào vô đánh tụi thằng Minh thì đoán biết. Sau một thoáng em bình tĩnh lại và nghĩ cách phải làm thế nào để biết người cứu mình là ai. Lúc cúi xuống ôm anh lên, em cố tình để rơi cái nón sắt. Và tất nhiên đại úy Thổ đã phải nhặt hộ chiếc nón sắt, vì hai tay Quyến đang bận ôm anh Luân. Đúng vậy, và đại úy Thổ đã để lại trên nón sắt những dấu tay rất rõ. Em đặt lại câu hỏi mà lần trước anh chưa trả lời. Đại úy Thổ là người như thế nào? Anh vẫn chưa trả lời em một cách chính xác được. Tuy nhiên, có thể tin đại úy Thổ không ở một phe phái nào có thể làm hại ta. Anh, đừng... Anh, tình hình nghiêm trọng như vậy, sao tối ngày anh cứ nằm trong phòng? Anh không sợ à? Anh mà sợ cái gì? Kể từ hôm bắt mấy lão thầy chùa nhốt lại, tình hình đã lắng xuống. Em không thấy à? Em thấy bên ngoài dân chúng đang sôi sục lắm. Bên ngoài đang sôi sục thế nào không biết, chớ bên trong này anh đang sôi sục đây. Trình thiếu tướng dặn khi nào có nhà khoa học quyền bí Khánh Phong đến thì báo cho thiếu tướng biết. Ông Khánh Phong đã đến. Mọi ông ta ngồi đợi ở phòng khách, tôi sẽ ra ngay. Dạ, nghe rõ. Nằm yên đi đợi, xong việc anh sẽ vào ngay. Tướng quân vốn thuộc dòng hoàng tộc, lại sinh năm Bính Dần, trải qua nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội, thật là tuổi trẻ tài cao. Tuổi đã là sư đoàn trưởng, 29 tuổi đã là tư lệnh dùng, 30 tuổi đã thụ phong cấp tướng. Trên thế giới không có nhiều người nhận số cực thịnh như tướng quân. Con đường tương lai theo các quẻ mà tôi đã dày công nghiên cứu, thật không biết dùng danh từ nào để nói đâu là đỉnh vinh quang của tướng quân. Tuy vậy, thầy cứ nói, có điều gì không tốt phải không? Là một nhà khoa học, tôi không muốn giấu giếm. Thật đáng tiếc, tướng quân đang gặp vận hạn không may kéo đến. Nếu hết năm vận mà tướng quân vượt qua khỏi, thì hậu vận sẽ lên như diều gặp gió. Thầy có thể nói rõ hơn không? Thiên cơ bất khả lậu, tôi chỉ có thể nói cho tướng quân biết những điều chính, còn tự tướng quân phải suy tính, tìm hiểu lấy. Chẳng hạn, có kẻ muốn hại tướng quân, bài cho tướng quân những hành động thất đức, ngược lòng dân. Ấn đường của tướng quân có điểm hơi mờ, đó là họa sát thân. Ấn đường tuy tối,
có người bạn nào thân thiết. Gửi cho tướng quân một việc hệ trọng. Trái với kẻ toan hãm hại tướng quân thì tướng quân nên nghe theo, và như vậy sẽ chuyển họa thành phước. Tôi nói vậy là đã quá nhiều. Xin chào tướng quân. Xin gửi thầy. Tôi ái mộ tướng quân là bất kỳ tài trong thiên hạ, nên coi giúp thôi. Xin chào tướng quân. Em đợi lâu không? Lâu thế mà, bắt đền anh đó. Được rồi, anh sẽ đền cho. Tốt, cô chụp giỏi lắm, rất đầy đủ toàn bộ kế hoạch đảo chánh giả của Ngô Đình Nhu. Nếu không cần gì ở tôi nữa, tôi xin phép về. Hãy khoan, còn cuộc phim thứ hai. Cuộc phim thứ hai à? Đây chỉ là cuộn phim in lại, còn bản chính của định bán cho gã đầu bạc đâu. Thì ra ông đã biết hết. Trong trường hợp này tôi đành phải... Cô định giết tôi à? Xin lỗi ông, tôi không còn cách nào khác. Anh Thổ, có người muốn gặp anh, đang đợi ngoài xe anh đó. Ông muốn gặp tôi. Xin lỗi, tôi chưa được biết ông. Anh Thổ, anh không nhận ra tôi à? Nghe tiếng nói thì đúng là tin. Anh là Tống Văn. Đừng gọi tên tôi. Tôi cần nói chuyện với anh, và chỉ với một mình anh thôi. Vậy chúng ta đến phòng trà của bà xã tôi đi. Ở đó có dễ bị chú ý không? Anh yên tâm, phòng trà của bà xã tôi đặc biệt toàn bọn mẻo, không có người Việt Nam, trừ những người do tôi đưa vào. Đó là hợp đồng giữa chúng tôi và phái bộ quân sự Mỹ. Phòng trà lấy tên gì? Key Club. Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta đau tôi cả lòng, vì yêu ai mà lòng hằng nhớ. Năm tháng trôi lạnh lùng hoài, tình đó nhắc nhớ luôn đến ta tình ai. Nhớ cả một trời tình yêu kia mà lòng nào quên.
Anh uống gì? Bia nhé. Cho tôi coca đi. Một coca, một Heineken. Anh còn nhớ con bé này chứ? Diệu Tâm, em gái anh. Nó chết rồi. Một ngày ai theo tim ta là tình yêu kia ly tan, mà lòng vẫn thương vẫn nhớ. Tình đó khiến tôi lòng ta đau, rồi với bao ngày lặng lẽ không nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu. Sau khi giết chết em tôi, chúng còn buộc tôi phải lên đài phát thanh nói là em tôi tự tử vì tình. Đúng như em tôi đã từng nói, thật là một chế độ thối nát. Không chịu đựng được nữa, tôi đã đặt chất nổ cho nổ tung ti công an cảnh sát. Và bây giờ là ở đây, tôi cần sự giúp đỡ của anh. Chúng nó đang lùng tôi, vì vậy tôi mới phải cải trang. Giúp anh là bổn phận của tôi, nhưng ở cương vị tôi, sự giúp đỡ có hạn. Tôi đang nghĩ đến một người có đủ quyền lực để giúp anh trọn vẹn và an toàn nhất. Đó là sếp cũ của chúng ta. Anh nói đến ai vậy? Đại tá Nguyễn Thành Luân. Tôi à? Đúng, chỉ có anh mới làm được. Như anh biết, Hoa Kỳ đã cúp viện trợ và chúng ta đang rất cần tiền, càng nhiều càng tốt. Sợ gì tôi nói chỉ có anh mới làm được, vì ngoài tài chỉ huy ra, anh còn có rất nhiều đàn em giỏi. Thì ra anh vẫn cho người theo dõi tôi. Theo dõi thì không, nhưng tôi cần phải biết tất cả những gì liên quan đến anh. Tình hình đã lắng dịu và tôi cần anh giúp tôi việc này. Tôi chưa được biết việc mà tôi sẽ phải làm. Anh sẽ biết sau khi chúng ta xem một vài đoạn phim. Chiều đi. Dạ. Đây là vùng Tam Giác Vàng, một khu vực nằm trên tạ ngàn sông Saluen. Con sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng chạy qua Tây Vân Nam, đông Miền Điện, đổ ra Ấn Độ Dương ở vịnh Mát Tô Băng. Có độ cao hơn 1.000 thước so với mặt biển, là giáp giới của ba nước Miền Điện, Lào và Thái Lan. Vùng này là một trung tâm sản xuất thuộc phiền, gồm nhiều tộc dân cư trú như Thái, Mông, Tàng, Miếng, Mèo, Dao, v.v. Và đây là cây anh túc, loài cây thân cọ sống hàng năm, thân thẳng đứng, cao từ 1 thước đến 1.5 thước, mọc ở vùng khí hậu ôn đới. Khi cây trưởng thành có một nhánh chính và từ 6 đến 12 nhánh phụ. 3 tháng sau, mỗi nhánh ra một bông hoa màu sắc rực rỡ, đi từ trắng đến tím hay tía. Trong đó loài màu trắng là thứ phổ biến nhất để cung cấp nhựa. Cánh hoa rụng dần để lại một quả màu xanh như quả trứng gà. Mỗi cây mang từ 7 đến 8 quả. Khi quả bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt, người ta dùng một thứ dao riêng có nhiều lưỡi nhỏ, rạch những rạch song song lên vỏ quả. Các giọt nhựa trắng sẽ chạy ra theo đường rạch và quánh lại rất mau để biến thành màu nâu đen. Đó là nhựa thuốc phiện. Có bao giờ anh nghe nói đến một người dân đảo Cọt tên Bon Aventure Francis không? Nếu tôi không lầm thì hắn là tay trùm buôn lậu quốc tế, đội lớp giám đốc hãng hàng không Hoàng gia Ireland. Anh sẽ phải gặp hắn. Đây là hình Francis. Và việc mà ông Nhu giao cho anh làm là buôn lậu thuốc phiện à? Không phải buôn lậu, mà điều tra xem tại sao hai chuyến hàng do người của Nhu
chuyển từ bản Hui Thanh về đồn Nam Sọt đều biến mất. Cả người lẫn thuốc phiện không để lại dấu vết gì. Đây là một hình thức phản công tù đồng của Nhu. Vấn đề tài chính, Mỹ bóp nghẹt viện trợ để gây sức ép. Nhu dùng dãy để thoát. Thoát bằng một chi tiết rất phụ, trong khi đút đầu vào dây thòng lọng. Ông Nhu không còn sáng suốt nữa. Nhưng tại sao lại giao việc này cho anh? Theo Nhu thì anh có tài chỉ huy và có nhiều đàn em giỏi. Nhưng thâm ý còn có thể là cậu anh cùng sống cùng chết với chế độ Ngô Đình Diệm. Anh định đi đâu? Lào, Thái Lan hay Miến Điện? Lào, vì trước hết anh cần phải gặp lão Francis Si. Hắn làm ăn với Nhu đã từ lâu và có cả cơ sở chế biến thuốc phiện mang nhãn hiệu U4 ở bản Hui Thanh. Em đưa tên và ảnh của chủ quý Thạch, Bảy Cậu Muối, Nguyễn Vinh Quang cho thiếu tá Liệu ở phủ tổng thống. Nhu đã ra lệnh cho Liệu làm passport cho bất cứ người nào do anh chọn mà không cần phải qua các thủ tục. Thạch, Quang và Bảy Cậu Muối phải đi qua Lào bằng 3 chuyến phi cơ khác nhau. Họ sẽ đến gặp thiếu tá Thuần, tùy viên quân sự ở tòa đại sứ Việt Nam tại Lào. Thạch và Bảy Cậu Muối không cần phải gặp anh trước khi đi. Riêng Nguyễn Vinh Quang, em nhắn là anh muốn gặp 7 giờ tối nay tại Majestic. Còn việc này nữa, em cho đăng ở một rao vặt báo cách mạng quốc gia câu này: xa, ở đâu về gấp, mẹ đau nặng. Bao giờ anh đi? 2 hôm nữa. Bây giờ anh phải đi gặp Đức Giám Mục. Em đưa passport của anh cho thiếu tá Liệu làm visa d'entrée. Anh đợi tôi đây nhé. Dạ. Chào đại tá. Tôi vừa phỏng vấn xong Đức Giám Mục trước khi ngài đi dự cộng đồng Vatican II. Rất may gặp đại tá ở đây. Không phải là lúc để cho nhà báo phỏng vấn. Đại tá cho tôi vài phút. Ít ra đại tá cũng nên xem tôi là bạn bè. Tôi muốn chúc mừng đại tá. Chúc mừng tôi? Về việc gì? Có quá sớm không? Nếu tôi xưng hô thiếu tướng với người đang đứng trước mặt tôi. Cô lấy tin dịch ở đâu ra vậy? Thôi nhé cô Phong phải đi. Tôi rất ngại cô viết cái gì đó về tôi trên báo Mỹ. Cha sang La Mã, xong đại hội thì viện một vài nơi rồi về. Chuyện ở nhà rối lắm. Con gắng giúp tổng thống. Con hứa đem hết sức mình. Tốt lắm, cha tin con. Xin chúc đức cha lên đường bình an. Con không bao giờ quên ơn đức cha. Người đã bảo trợ con hết lòng. Xin phép đức cha. Smith gọi điện thoại. Ông ta chỉ nhắn lại với anh một câu: 16 giờ ngày mai Đà Lạt chấm hết. Anh biết rồi. Đêm qua em có khai thác được gì ở Rene Angzaman không? Không, vì hắn đến Key Club cùng với Smith. Hắn hẹn em tối nay sẽ đến một mình nghe em hát. Tôi đã gặp đại tá Luân. Phải nói là ông ta xúc động thật sự khi nghe tin em gái anh bị bọn cảnh sát ở Huế giết chết. Anh còn nhớ Trung Sĩ Thạch, tài xế kim cận vệ của đại tá Luân không? Nhớ. Bây giờ lên chuẩn quý rồi. Đại tá bảo anh đến gặp chuẩn quý Thạch, mọi việc sẽ tốt đẹp. Hình như anh sẽ được đưa đi đâu đó, ra ngoại quốc thì phải. Đại tá Luân thật là người tốt. Hồi còn làm tỉnh trưởng Bến Tre, ông ta đã giúp đỡ biết bao nhiêu người. À, mấy ngày nay tôi đi đâu cũng nghe tin đồn sắp đảo chánh. Anh ở Tống Nha có nghe tin gì không? Ở Tống Nha thì không ai tin ai cả.
nên nếu có tin đồn cũng chẳng ai dại gì bàn ra tán vào. Ngoài chợ người ta đồn là quân đội sẽ làm đảo chính, và em thấy mọi người đều mong như vậy. Người ta quá chán ghét cái chế độ độc tài gia đình trị này lắm rồi. Thưa bà, có phải bà kêu sửa điện thoại không? Đúng, mời anh vào. Thưa bà, có phải máy này hư không? Không phải, máy hư ở trong phòng làm việc của nhà tôi. Ở đây nói chuyện an toàn, sang ngồi đi. Uống gì không? Cảm ơn chị, em vừa uống cà phê xong. Anh Luân đâu rồi chị? Đang ở trong phủ tổng thống. Anh Luân không tiện gặp em nên dặn chị hỏi em xem có chỉ thị gì của A07 không. Thứ hai là em có thể đi xa một chuyến không? Từ hôm ở Campuchia về tới giờ em không nhận được tin gì của A07 cả. Em có thể đi bất cứ nơi nào anh Luân muốn. Tốt quá. Hiện giờ em lấy tên gì và làm việc ở đâu? Hiện giờ giấy tờ của em mang tên Nguyễn Hoàng Quân, nghề nghiệp thợ điện. Cần phải có hai tấm ảnh 46 của em để làm passport. Cứ ngồi yên ở đấy, chị sẽ chụp cho. Thiếu tá có xem cho biết tốt đẹp chứ? Cảm ơn đại tá nhiều. Thiếu tá có xem rất quý đại tá, chẳng những thả người mà còn trả lại hàng nữa. Nó chỉ mong có dịp để tạ ơn đại tá. Tôi hỏi thật nhé, em anh đã bỏ nghề buôn lậu chưa? Tôi có nhắc lại với nó lời khuyên của đại tá. Nó nói đó là chuyến chót, nó cũng định thôi, không ngờ lần đó bị bể. Nhờ ơn đại tá, hiện giờ nó là chủ một tiệm cà phê ở Vientiane. Quán cà phê tên gì? La Sirene. Chừng nào anh đi? Ngày mai. Tôi sẽ gặp anh ở La Sirene. Chào đại tá, tôi là Thiếu tá Thuận, tùy viên quân sự tại Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng hòa ở Vạn Tường. Tôi được lệnh đón đại tá ở đây. Mời đại tá ngồi nghỉ một chút, mọi thủ tục sẽ có người lo.
Những người của tôi đã đến Vientiane hết rồi chứ? Dạ, đến hết rồi. Tôi đã bố trí chỗ ở. Và theo công điện mật của đại tá, chỉ một người cùng ở khách sạn này với đại tá. Chừng nào tôi gặp Francis gì? Ngày mai, ông ta sẽ tiếp đại tá ở nhà riêng lúc 9 giờ. Đại tá có cần tôi đi theo không? Khỏi, tôi muốn gặp riêng Francis. Thiếu tá cứ cho xe đưa tôi đi là được rồi. Xong rồi, mời đại tá lên phòng nghỉ. Trong này có đầy đủ những gì mà đại tá muốn biết, kể cả các số điện thoại cần thiết. Nếu cần, đại tá có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. This is your room, sir. The bedroom is in the right side. Thank you. Can I make a long distance call from my room? Yes, sir, at any time. Thank you again. We'll see you, sir. Give me an outside light, please. Tôi vừa đến, hiện đang ở khách sạn Imperial. Would you please wait for a few minutes? Mr. Francis will see you. All right, I will wait. Chào đại tá Luân. Rất hân hạnh được đón tiếp đại tá tại Vientiane. Tôi cũng rất hân hạnh được biết ông. Mời đại tá ngồi. Đại tá uống một cái gì nhé, một tí rượu mạnh. Cảm ơn. Có cà phê thì tốt hơn. Tôi không quen uống rượu vào buổi sáng. Đại tá uống cà phê sữa hay đen? Đen thôi. White coffee and one martini please, no cream. Yes, sir. Tôi đã được thiếu tá Thuận thông báo đầy đủ chi tiết về chuyến viếng thăm Vientiane của đại tá. Để khỏi mất thì giờ, chúng ta vào đề ngay. Đại tá cần gì ở tôi? Trước hết, tôi muốn được nghe ý kiến của ông về những chuyến hàng bị mất. Chắc đại tá cũng đã biết, tôi chỉ là người giao hàng, còn việc di chuyển hàng là người của ông Nhu. Hay nói đúng hơn là người của thiếu tá Thuần. Mời đại tá. Cảm ơn. Ông Nhu làm ăn với tôi đã lâu ngày và chưa bao giờ xảy ra vụ mất hàng như vừa rồi. Theo tôi đây không phải là vụ đánh cướp bình thường, mà là chắc đại tá cũng đã biết. Ông muốn nói đến vấn đề chính trị. Mời đại tá. Ngày giờ giao hàng, ngoài ông ra, còn có những ai được biết trước? Thiếu tá Thuần và những người phụ tá của tôi ở bản Hui Then. Những người phụ tá của ông đáng tin cậy chứ? Tụi nó là cháu ruột tôi và làm với tôi đã hơn 10 năm nay. Đại tá yên tâm. Cần phải nói thêm để đại tá biết là con đường từ bản Hui Then đến lồng Lam Sọt chưa bao giờ bị cướp. Vì mỗi chuyến hàng đều được đóng thuế đầy đủ. Thuế? Đóng cho ai? Cho quân của tướng Lý Mật. Phía bên nào đóng thuế? Bên giao hàng. Vì muốn giữ uy tín và bảo đảm an toàn cho khách hàng. Tôi muốn có một chuyến hàng. Ông chuẩn bị kịp không? Bao giờ? Vài ngày nữa. Tôi sẽ báo ông biết ngày giờ chính xác.
Tôi sẽ gặp lại ông sau. Tôi tưởng đại tá qua đây chỉ để điều tra vụ mất hàng, chứ không phải để tải hàng. Muốn biết ai cướp hàng thì phải có hàng cho nó cướp chứ, đúng không ông Francis? Đi bộ xem phong cảnh. Anh cứ về nói với thiếu tá Thuần tiến hành công việc như đã bàn. Dạ. Chào đại tá. Okay, I will follow him on foot. You go back and be ready for meeting. All right. Do nghề nghiệp cũ của tôi nên khách của quán cà phê này cũng có phần đặc biệt. Như người Pháp ngồi đằng kia, hắn là Gérard Labinski, một phi công sừng sỏ, cũng là người đảo Corse, chuyên buôn lậu thuốc phiện bằng máy bay. Máy bay của hắn đổ ở sân bay Phong Sao Vàng giữa cánh đồng chung. Mình sẽ cần tới hắn, vì trên đường từ bản Huy Then về đến đồn Nam Sòn phải ghé lại quán trọ của hắn. Đó là quán Bảo Tuyết, vừa là quán trọ, vừa là kho chứa thuốc phiện trước khi di chuyển. Labinski có cùng bạn với Francis không? Không, mà lại còn kinh chống nhau. Tôi rất thân với Labinski. Nếu đại tá cần gì ở hắn, tôi sẽ nói hắn giúp.
Còn người Hồi giáo kia là Mohammed Abdullah. Hắn là một tên chuyên bán các tin tức liên quan đến thuốc phiện lậu. Những tin tức của hắn luôn luôn chính xác. Hắn tính thù lao khác nhau tùy theo từng loại tin. Anh có biết gì về tướng Lý Mật không? Lý Mật là một viên tướng của tàn quân Quốc dân đảng chạy loạn sang Miến Điện. Và hiện giờ hắn làm chủ toàn bộ đất đai của người Sang, chạy từ sông Sa Luang cho đến biên giới Trung Hoa. Mà vùng này là nơi sản xuất thuốc phiện chủ yếu của Miến Điện. Đại tá dùng thêm cà phê nhé. Nâng cà phê đâm. Tất cả các băng buôn thuốc phiện lậu muốn di chuyển an toàn đều phải đóng thuế cho quân của Lý Mật. Có băng nào đã đóng thuế rồi còn bị cướp không? Theo chỗ tôi biết thì không. Có thể bị cướp nhưng không phải quân của Lý Mật. Theo em thì kẻ nào có khả năng cướp chuyến hàng mà đại tá đã đề cập tới? Dân buôn lậu rất trọng luật giang hồ. Dù cướp hàng như đại tá nói rất ít xảy ra. Theo tôi thì có thể do bọn U Ba Thiên. U Ba Thiên? Hắn là một nhân viên thủ quỹ của thổ hào dùng Trang Tung, ăn cắp tiền trong kho, chạy vô rừng theo các tổ chức ly khai người Sang. Năm 1961, U Ba Thiên hợp nhất lực lượng với tướng Sao Na Kham để thành lập một quân đội gọi là Quân đội Quốc gia Sang. Sao Na Kham nguyên là một nhà sư theo lực lượng ly khai từ năm 1958. Hiện nay U Ba Thiên làm phó cho tướng Sao Na Kham. Lực lượng này rất được CIA hỗ trợ. CIA hỗ trợ à? Vậy là đúng rồi. Anh Hiển, anh sắp đặt cho tôi gặp Mohammed Abdullah ngay nhé. Tình hình lộn xộn như vậy mà sao các ông tướng lại kéo nhau lên đây ăn chơi nhỉ nhót? Đó chỉ là cái cớ để che mắt mật vụ của ông Nhu. Thật ra họ lên Đà Lạt là để họp bàn kế hoạch đảo chánh. Theo anh, cuộc đảo chánh lần này có thành công không? Hay cũng như hai cuộc đảo chánh trước? Khó mà biết trước được. Tuy nhiên, có hai yếu tố cần phải chú ý. Thứ nhất là dân chúng đã quá quán ghét chế độ độc tài gia đình trị của hai ông Diệm Nhu. Thứ hai là lần này có Mỹ nhúng tay vào. Nghĩa là cuộc đảo chánh lần này sẽ khác hai lần trước? Đúng vậy, có nhiều trọng lượng hơn. Có khai thác được gì ở Rene Anjaban không? Không thêm được gì ngoài những điều mình đã biết. Nhưng đặc biệt là lần này hắn rất lưu tâm đến đại tá Luân. Hắn đã hỏi những gì về đại tá? Ồ, hắn không hỏi, hắn khôn khéo. Chỉ nói chuyện về đại tá Luân một cách tự nhiên, để coi em có bắt chuyện và vô tình cho hắn biết những gì hắn muốn biết không. Không hiểu sao hắn biết rất rõ về đại tá Luân và cả anh nữa. Hắn kể cái chuyện anh là một cánh tay đắc lực của đại tá Luân hồi đại tá còn làm tỉnh trưởng Bến Tre. Em nghĩ hắn không phải đơn thuần là một tên trùm buôn lậu thuốc phiện. Tất cả các tổ chức tình báo đều dính đến buôn thuốc phiện lậu. René Anjaban là một nhân viên cao cấp của phòng nhì Pháp. Em quên một điều chưa kể cho anh nghe. Hôm nay còn hỏi em có biết đại tá Luân qua Lào để làm gì không? Thế em lắc đầu, hắn nói đại tá Luân có một cô nhân tình rất đẹp ở bên Lào, nên vừa đi hôm trước thì hôm sau bà đại tá đã bay sang Lào ngay. Bà đại tá cũng đi Lào à? Theo Rene thì như vậy. Hello there. Sao bà lên trễ vậy? Tôi rất cần sự góp ý của bà cho buổi giao phụ tối này. Và thế nào bà cũng phải hát cho chúng tôi một bài nhé. Nhảy slow bằng nhạc Việt Nam thì thật tuyệt diệu. Còn một điều khác tuyệt diệu hơn cũng nhảy với nhạc Việt Nam. À, tôi quên mất. Điều rumba. Biết nói gì đây khi hai đường đời
ngăn chia mình rồi. Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ, vương theo lối đi. Đêm đêm anh nhắn gió gửi mây về cho em, trao cho em tiếng hát mình yêu nhau ngày ấy. Nhưng nay ta xa rồi mà một hình bóng chưa nhòa trong nhớ. Tháng chết về năm sao thương còn hoài, thương mãi một người. Bao nhiêu câu nói có tổn thất đến nơi này thì chúng ta yên tâm, mặc dù ông Nhu khỏi dòm ngó. Tuy nhiên ta vẫn phải cẩn thận. Chuyện có mồi mà cả tôi với ông thì quan tâm săn đuổi chị đến đâu rồi? Đang có người săn sóc chu đáo. Thôi ngại, con mồi đang thực hiện một thứ mission impossible nào đó. Ông muốn nói bên kia bức màn sắt. Tại sao lại không? Hôm nay mình yêu nhau, phố vắng hoa bay nhiều, tay cầm tay. Mọi lời hại mọi đã nói hết, tùy toa. Người Mỹ bật đèn xanh. Ai sẽ đứng đầu, toa hay moa? Toa hay moa đều thiếu điều kiện, phải biết mình. Chỉ trên danh nghĩa thôi, vì ai cũng biết tướng Bitmin ghét Diệm Nhu, lại sùng đạo Phật. Nhưng theo Mò biết, ông ta không ưa Mỹ. Chẳng sao cả, Mỹ cần ông ta và ông ta cần Mỹ. Nhưng chính Toa, Mò, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim là linh hồn. Thưa tướng trung kỹ quá thì mãi nó ra nhảy với em một bản đi. Nếu ta đừng quên nhau, đêm nào anh đã nói mình yêu nhau rồi đó. Tình hình Sài Gòn đang lắng dịu một cách giả tạo. Mọi người đều nghi ngờ lẫn nhau. Smith và phái bộ quân sự Mỹ rất quan tâm về việc anh đi Lào. Smith gọi điện thoại cho em mấy lần hỏi về chuyến đi Lào của anh. Em nói anh có mèo và em sẽ qua bắt ghen. Ông ta có vẻ tin lắm. Em không nên coi thường Smith. Y không dễ tin như em nghĩ đâu. Gã đầu bạc cũng đang ở đây và đang theo dõi anh. Như vậy CIA đã biết mục đích chuyến đi Lào của anh à? Nếu biết thì họ đã không cho gã đầu bạc theo dõi anh. Tình hình khu Tam Giác Vàng như thế nào? Em sẽ biết rõ hơn sau cuộc hẹn tối nay. Hẹn với ai? Mohamed Abdullah. Assalamu alaikum. Quân của U Ba Thiên gồm khoảng 1.500 tên, toàn quân ô hợp, trang bị vũ khí thô sơ. Mỗi khi đụng trận, chúng ỷ vào số đông. Tuy nhiên, có ba tên đại tá cần chú ý. Và đây, đây là hình của Chan Chen. Bọn Karen gọi hắn là Chen Độc Nhãn, gốc người Mãn Châu, một tay súng cừ khôi và cũng là cánh tay mặt của U Ba Thiên. Nếu hạ được hắn thì toán quân do hắn chỉ huy sẽ tan rã ngay. Và đây là Samsarik, gốc Thái Lan, giỏi võ, thiện nghệ về cận chiến, có biệt tài bắn súng ngắn cả hai tay. Cuối cùng là Lù Phai, không rõ gốc gác. Tên Lù Phai khác với Chan Chen và Samsarik ở chỗ hắn không dùng sức mà dùng trí. U Ba Thiên coi Lù Phai như một quân sư. Những chuyến buôn lậu, cướp hàng, U Ba Thiên đích thân dự vào hay giao cho đàn em? Ít khi U Ba Thiên dự vào, toàn giao cho ba tên này. Cảm ơn đại tá nhiều. Phải khó khăn lắm tôi mới lấy được hình ba tên này. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, bọn U Ba Thiên chỉ ỷ vào số đông. Nếu khử được ba tên này thì không có gì phải đáng lo. Và cuối cùng là bản đồ dùng Tam Giác Vàng.
Điệp viên của tôi điện về cho biết đoàn xe của Nguyễn Thành Luân đã khởi hành sáng sớm nay từ Đồng Nam Sọt đi bản Hồi Thèn, gồm có 3 chiếc Land Rover, 1 chiếc xe Jeep. Theo đoàn xe có tất cả chỉ 7 người, không có Nguyễn Thành Luân. Không có Nguyễn Thành Luân à? Có thể điệp viên của ông nhìn lầm chăng? Không thể lầm được. Người của tôi biết rất rõ Nguyễn Thành Luân. Theo tôi thì Nguyễn Thành Luân có thể sẽ đi máy bay trực thăng đến bản Hồi Thèn. Máy bay trực thăng không thể đến bản Hồi Thèn được, mà nơi gần nhất có thể đáp xuống là thung lũng Tử Thần. Như vậy, nếu Luân dùng trực thăng để bốc hàng ở thung lũng Tử Thần thì kế hoạch của ta bị bẻ gãy à? Ông Ngô Bá Thiên, ông có ý kiến gì? Có lẽ tôi phải ra lệnh tập kích đoàn xe trước khi nó đến thung lũng Tử Thần. Không phải ra lệnh mà ông đích thân chỉ huy. Ông nên nhớ Nguyễn Thành Luân là một sĩ quan. Xin lỗi, dù ông thuộc cấp tướng nhưng chắc không phải là đối thủ của Luân. Tôi sẽ đích thân chỉ huy, không phải vì tài ba của tên Luân mà vì... tôi hiểu, vì cái này. Nhưng tôi khuyên ông nên cẩn thận, ông Ngô Bá Thiên ạ. Tòa đại sứ Lào đánh về. Đưa đây. Dạ. Thank you.
đại tá hút thuốc. Cảm ơn, tôi có rồi. Tôi không dám mời bà đại tá vì phần đông phụ nữ Việt Nam không hút thuốc. Phần đông à? Có nghĩa là vẫn có một số phụ nữ Việt Nam hút thuốc. Thế tại sao ông không mời tôi? Tôi biết chắc chắn bà không hút thuốc. Vì nếu có thì đứa thuốc trên tay đại tá phải là của bà trước đã. Ông nói chuyện rất hay. Cảm ơn bà quá khen. Ông Francis, tôi vẫn chờ câu trả lời của ông. Câu trả lời của tôi về... À, đại tá muốn biết tại sao tôi lại đi theo chuyến hàng này. Dễ hiểu thôi. Vấn đề uy tín làm ăn. Tôi cũng muốn biết ai đã cướp hàng khi tôi đóng thuế đầy đủ. Ông có biết đi theo chúng tôi sẽ rất nguy hiểm không? Đại tá cũng đừng quên rằng nghề của tôi là một nghề đầy nguy hiểm. Vả lại bà đại tá còn dám đi. Không lẽ đại tá để tôi phải thua một phụ nữ? Xong rồi đại tá. Giao sứ dách phải không? Nói sứ dách thì hơi quá, nhưng có thể phóng trúng bất cứ mục tiêu nào. Như vậy là sứ dách rồi còn gì nữa. Sắp đến quán Bảo Tuyết chưa thiếu tá? Nhanh nhất cũng phải 5 giờ chiều mới tới. Anh mệt không? Để tôi lái thế cho. Không sao, thiếu tá yên chí, tôi có thể lái suốt đêm nay. Anh đã tuyên bố từ bỏ con đường này, sao bây giờ trở lại? Tôi trở lại không phải như ông nghĩ, mà để trả một món nợ tinh thần. Tôi thấy mọi người có vẻ kính nể đại tá Nguyễn Thành Luân. Tư cách của đại tá Luân đáng để cho chúng tôi kính nể. Chuyến đi vào bản Hủy Thèm, tôi đã dặn anh để ý lộ trình. Vậy theo anh, đoạn đường nào nguy hiểm nhất? Thưa đại tá, theo em thì có hai đoạn hiểm trở nhất mà chúng ta có thể bị tấn công. Một là đoạn đường chúng ta đã đi qua cách bản Hủy Thèm độ 20 cây số. Hai là từ thung lũng Tử Thần đến đồn Nam Sọt. Nghĩa là từ đây đến đồn Nam Sọt không còn nguy hiểm nữa. Về địa thế mà nói thì như vậy, trừ khi chúng nó làm liều. Anh Luân, anh có nghĩ là bọn chúng sẽ liều không? Có xì ai nhúng tay vào thì việc gì chúng cũng dám làm hết.远生，很久不见，你好吗？很好，谢谢你，老板。为什么这么久不见你到这里来呢？我在永清。这里有许多朋友问候你呢。对，有什么客的，老板？有什么都有。现在什么客的？今天晚上我们住在这里，有房没有？有。 Tôi vừa gọi thức ăn và hỏi xem có đủ phòng cho đoàn mình ở lại không. Chủ quán trả lời là có đủ. Từ
Tôi tưởng chủ quán này là Gérard Lavinsky chứ. Chủ quán vẫn là Gérard Lavinsky, nhưng anh ta ít khi đến đây, trừ những trường hợp bốc hàng. Anh Bảy, anh đoán bọn kia là người gì? Lào, Thái Lan hay Tàu? Khó mà biết được. Có điều coi bọn nó có vẻ không lương thiện mấy. Chuẩn bị chung. Vô khó lào phê sen chung. Đi mạnh mạnh xa xa chung. Khó, xe 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 xe. Cố ngủ đi để lấy sức. Em cố mà vẫn không ngủ được. Tự nhiên em cảm thấy lo lo. Lo cái gì? Bọn U Ba Thiên. Em yên tâm, Abdullah cho anh biết bọn chúng chỉ ý vào số đông. Còn kỹ thuật tác chiến thì hoàn toàn mù tịt. Mà bên ta thì trừ thiếu tá Thuận và Francis thì anh không biết. Còn toàn là những tay súng có hạn. Em không thích đọ súng với những người đánh thuê. Về phương diện đó, anh cũng chẳng thích thú gì. Nhưng nhóm U Ba Thiên cũng giống bọn tàn quân Lý Mật, đang khủng bố các bản làng ở vùng Tam Giác Vàng này. Chúng đối chọi gắt với cách mạng. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ trở thành biệt kích Mỹ. Vả lại, tại sao chúng ta không góp một phần nhỏ mọn với các bạn Patek Lao? Nếu vậy, em đồng ý với anh. Đúng như đại tá đã dự đoán, tôi mất gặp quả tang tên này lén đến định làm gì đó ở chiếc xe jeep. Bị bắt gặp, nó bỏ chạy. Tôi bắn một phát chỉ thiên, nó đứng khựng lại ngay. Chứng tỏ tên này rất sợ chết. Anh Hiển, anh hỏi coi nó thuộc nhóm nào, đến đây với âm mưu gì. Đi xuống này với ban này lệnh, sử trao này lại, lại cho sầm mò. Bố sao, vừa đi khai trang bị này, đi xuống này mang người lên, khoai sao? Tôi说, đừng đánh tôi là Liu Ba Thiên của người. Hắn khai là người của U Ba Thiên, người ta lại cho gì? Liu Ba Thiên chẳng xin cho tôi đến phá hoại các giáo trợ chữ của chữ trợ dấu quản. Tướng U Ba Thiên sai nó đục thủng ống dẫn dầu thắng xe của đại tá. Hỏi nó cho kỹ là đục thủng hay phá bể ống dầu thắng. Cho đi chậm em phá hoại. Tạm bao dấu quản với cơ sào tung, dân tham man man điểu. Chỉ được một lỗ nhỏ cho nó chảy từ từ. Hỏi nó biết tại sao phải làm như vậy không? Nị chú bơ cho tao, vì sao bơ dấu cho em cho? Nhi liu sinh sinh tờ chi soan, tăng nì mình đã trở tao sư trở nhà tờ sư hô, trở trượt chú hơi sư liếng lờ. Nó khai, theo lời của một lù phai nào đó, thì làm như vậy xe của đại tá sẽ hết dầu thắng khi đến dốc sư tử. Hỏi nó sau khi đục thủng ống dẫn dầu thắng, nó phải làm gì, đi đâu? Đi phá hoại trước hậu, hãy cho sầm mà, đi nào đi. Tôi thành công trước hậu, chú chủ trinh xu lĩnh, tận thêm năng đợi sử hậu, trọng bàn mại hộ tờ đến, tạo tên đi chú hơ cà phê, tận đi mến sang lụ, của mến tờ đến, bố chuyện bố với chú, chú chú tạo ở ý chinh thành công, đi mến mấy ổ phá xem sớm mơ. Nó nói xong nhiệm vụ thì nấp ở bìa rừng.
tảng sáng đến quán cà phê chờ chúng mình đi. Nếu không thấy nó trở về thì coi như mình không biết gì về vụ xe bị phá hoại. Đại tá, sắp đến dốc sư tử. Tôi sẵn sàng, anh nhớ làm theo lời tôi dặn. Nghe rõ. Để thằng này cho tôi. Coi chừng tên độc nhãn, đó là một tay súng có hạn đó. Bọn nó sẽ kéo đến nhiều. Vậy theo Thái Thuần, đưa anh em về ngay thung lũng Tử Thần. Giờ này chắc trực thăng đã đến rồi. Thạch, Sa và bảy con muối ở lại đây với tôi. Em ở lại với anh. Đừng cãi lại anh. Sao không? Không sao, tên phỉ đó bắn dở quá, đạn chỉ sượt qua vai. Tôi và chủng y Thạch sẽ bắn im trợ. Tất cả phải thi hành lệnh tôi, rời khỏi đây ngay.
不要开枪，等一下，老刘就快到来的。 Đang đợi viện binh. Tôi sẽ canh chừng bọn nó. Thạch, Sa, anh Bảy và Francesi nhẹ nhàng lên xe đợi. Tôi sẽ đi cuối cùng. Trước khi lên xe, tôi sẽ bắn một băng đạn. Nghe tiếng súng, Dũng với Thạch mở máy và cho xe giọt ngay khi tôi vào xe. Anh Bảy và Sa sẽ bắn tiếp từ phía sau. Kỹ kế hoạch Bravo chưa? Rất kỹ. Tòa định đối phó như thế nào? Mình sẽ dùng thế võ của Mộ Dung công tử, gậy ông đập lưng ông. Ông Nhu muốn đảo chánh giả, chúng ta sẽ đảo chánh thật. Rút kinh nghiệm thất bại của Nguyễn Chánh Thi, ta sử dụng thiết giáp bao dây Dinh Gia Long. Mọi giao Nguyễn Hữu Có thực hiện việc dụ Nguyễn Văn Thiệu và ngăn ngừa Quỳnh Văn Cao. Phải triệt cho được hải quân. Còn không quân? Không ngại,
tay Nguyễn Cao Kỳ láo cá, ngã theo phe Mạnh. Còn Nguyễn Khánh thì sao? Già ở xa tận vùng hai không đáng ngại, ta sẽ tính sao với tên râu dê này. Ta định bao giờ? Bao giờ thì cho nổ Bravo. Chưa có ngày chính thức, nhưng giữa 31 tháng 10 và 1 tháng 11. Nếu vậy ngày hành động của chúng ta do Nhu định. Ok. Tổng trấn Sài Gòn Tôn Thất Đính đồng ý với chúng ta. Tướng Bích Minh chịu đứng tên. Danh sách hội đồng quân nhân cách mạng sẽ gồm có Chủ tịch Trung tướng Dương Văn Minh, đệ nhất phó chủ tịch Trung tướng Trần Văn Đôn, đệ nhị phó chủ tịch Trung tướng Tôn Thất Đính. Ủy viên quân sự Trung tướng Trần Thiện Khiêm, ủy viên kinh tế Trung tướng Trần Văn Minh, ủy viên an ninh Trung tướng Phạm Xuân Chiểu, ủy viên chính trị Thiếu tướng Đỗ Mậu, tổng thư ký kiêm ủy viên ngoại giao Trung tướng Lê Văn Kim và các ủy viên Trung tướng Mai Hữu Xuân, đại tá Nguyễn Văn Thiệu, Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có. Tốt lắm, nhưng tôi muốn trong danh sách thêm một người, đại tá Nguyễn Thành Luân. Chúng tôi phản đối. Không thể nào đưa vào hội đồng một tên cần lao gọc thuộc gia đình họ Ngô, gốc gác cộng sản. Phải cử gã này ngay lúc đầu. Khác ông bình tĩnh. Trước đây mấy hôm tôi cũng đồng ý như vậy, nhưng đại sứ Cabot Lodge ra lệnh cho tôi không được động đến Nguyễn Thành Luân. Các ông nên biết, lẽ ra Nguyễn Thành Luân phải là phó chủ tịch hội đồng quân nhân. Nếu ông ta không dấn quá sâu vào gia đình ông Diệm, nhưng cũng chẳng có gì phải đáng lo. Ai không dính với ông Diệm trong số các ông? Nhưng Nguyễn Thành Luân bản lĩnh cao, chúng tôi ngại. Vậy ta thỏa thuận như thế này: tạm thời Nguyễn Thành Luân chưa tham gia vào hội đồng. Thôi, các ông sửa soạn hành động. Ngoài cuộc bắt này, đại úy Thổ còn nhắn tôi điều gì không? Nhà em dặn thư lại với đại tá đề phòng hai tướng Đỗ Mậu, Mai Hữu Xuân và ông Đường Nghĩa. Chỉ có vậy thôi à? Dạ, chỉ có vậy thôi. Bây giờ xin phép ông bà đại tá cho em về. Anh, tại sao đại úy Thổ lại cho anh nghe một cuộn băng tối mật như vậy? Tài đại úy này hành động rất là kỳ lạ. Với một cuộn băng như vậy, anh ta có thể làm giàu hoặc làm lớn với bất kỳ phe nào. Vậy mà... À, em đã giải mã bức điện của A07 chưa? Xong rồi. Em định đọc cho anh nghe thì vợ đại úy Thổ đến. Em đọc anh nghe nhé. Ừ. Cuộc đảo chánh quân sự do Mỹ chủ mưu sắp diễn ra. Đặc điểm của cuộc đảo chánh lần này là Diệm sẽ bị lật đổ. Kỵ sĩ và Mimosa khéo léo tranh thủ địa vị hợp pháp sau đảo chánh. Tuyệt đối không được bộc lộ thân phận, phải tồn tại lâu dài. Tất nhiên có khó khăn, song lãnh đạo tin ở các đồng chí. Bám Mỹ chặt hơn nữa, chúc thành công, A07. Tuyệt đối không được bộc lộ thân phận. Alo, tôi nghe đây. Vâng ạ. Vâng, vâng. Tôi sẽ nói lại ngay. Đại úy Đỗ Thọ nhắn là ông Nhu mời anh vào dinh ngay và sẽ dùng cơm trưa trong ấy. Chuyện hàng anh mang từ vùng Tam Giác Vàng về sẽ đập vào mặt bọn Mỹ và dạy chúng một bài học thế nào là chủ quyền quốc gia. Anh uống cà phê nhé. Hai cà phê đen. Dạ. Yeah. Chỉ còn vài phút nữa, anh sẽ nghe tiếng súng nổ báo hiệu kế hoạch Bravo mở màn. Một cuộc đảo chánh giả sẽ bắt nhốt tất cả bọn tướng tá định làm đảo chánh. Liên lạc với Trung tướng Tôn Thất Đính cho tôi nói chuyện. Dạ. Yeah. Tổng thống sẽ lên Đà Lạt nghỉ vài tuần. Kể từ giờ phút này, ban bố khắp lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa
tình trạng giới nghiêm. Tôi tuyên bố giải tán chính phủ hiện hữu, giải tán quốc hội, yêu cầu Tổng thống Ngô Đình Diệm giao quyền cho Ủy ban Cứu quốc do tôi đứng đầu để xử lý đối nội và đối ngoại. Trình ông cố vấn không liên lạc được với Trung tướng Tùng Thất Đính. Cái gì vậy? Trình ông cố vấn, quân đội làm phản, đang tấn công vào Diệm. Biểu đại ủy thọ đưa Tổng thống xuống hầm lè lên. Dạ, nghe rõ. Anh luôn theo tôi. Tôi nói chuyện với đại tá Lê Quang Trung. Dạ, nghe rõ. Alo, Thành Cộng Hòa phải không? Phủ Đầu Rồng đây. Ông cố vấn muốn nói chuyện với đại tá Tung. Trình ông cố vấn, đại tá Tung đã bị bắn chết ở Bộ Tổng Tham mưu và Liên binh Phòng vệ đang bị quân thiết giáp dây chặt. Ngoài đại tá Hồ Tấn Quyền, tư lệnh hải quân. Dạ, nghe rõ. Alo, alo, Bộ Tư lệnh Hải quân phải không? Phủ Đầu Rồng đây, ông cố vấn muốn nói chuyện với đại tá tư lệnh. Trình ông cố vấn, đại tá Hồ Tấn Quyền bị bắn chết rồi. Tôi qua phòng tổng thống, đại ủy cho tiếp tục liên lạc với tướng Tôn Thất Định, gọi đại tá Bùi Đình Đàm, tướng Huỳnh Văn Cao và tướng Nguyễn Khánh. Gọi được ai thì qua bảo cho tôi ngay. Dạ, nghe rõ. Dạ, 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 tôi nghe rất rõ. Tôi sẽ trình lại với Tổng thống. Dạ. Thưa Tổng thống, Thiếu tá Chiểu ở an ninh quân đội báo cho biết chính Trung tướng Tôn Thất Đính chỉ huy cuộc tấn công. Chú thấy chưa, thiệt là quân khốn nạn. Đại ủy gọi đường dây đặc biệt cho Đài Phát thanh Sài Gòn chuẩn bị phát lời kêu gọi của Tổng thống. Trình ông cố vấn không liên lạc được với tướng Đính, đại tá Bùi Đình Đạm thì đã bị bắt. Tướng Huỳnh Văn Cao vừa gọi về cho hay tất cả các chiếc bắc ở bến phà Mỹ Thuận đã rút về bên kia sông. Quân của tướng Cao không làm sao vượt sông được. Còn gọi được Nguyễn Khánh không? Dạ, Bộ Tư lệnh Dùng Hai cho hay tướng Khánh đang đi sang ở Ba Mỹ Thuộc. Thưa ông cố vấn, đường dây đặc biệt qua Đài Phát thanh Sài Gòn đã bị cắt đứt. Mở Đài Sài Gòn coi. Dạ. Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn. Đồng bào chú ý. Kể từ 14:30 ngày 1 tháng 11 năm 1963, quân đội đứng lên lật đổ chế độ của ông Ngô Đình Diệm. Hội đồng các tướng lãnh yêu cầu ông Ngô Đình Diệm từ chức và cùng ông Ngô Đình Nhu rời khỏi Việt Nam Cộng Hòa. Hội đồng tướng lãnh bảo đảm an toàn cho hai ông. Hội đồng tướng lãnh kêu gọi đồng bào bình tĩnh. Tôi muốn nói riêng với anh. Tới giờ phút này tôi gom hết các sự kiện lại, hiểu rõ anh. Anh đã thắng tôi trong ván bài, mà mọi con bài đều lật ngửa. Anh nắm nhiều trụ bài hơn tôi. Ngay phút này tôi vẫn có thể xóa anh. Tuy nhiên, tôi sẽ không làm việc đó. Tôi không muốn anh ở dưới hầm này, chịu chung số phận với chúng tôi. Anh nên ra đi trước khi quá muộn. Cảm ơn anh. Với tôi, cái lớn nhất là Tổ quốc, là lý tưởng mà tôi đeo đuổi. Tôi hy vọng Tổng thống và anh may mắn.
đưa đại tá Luân lên khỏi hầm, bảo vệ đại tá an toàn. Dạ. Sao chịu cho thằng Luân tự do? Kẻ có khả năng trả mối thù này cho ta là Nguyễn Thần Luân. Tôi cũng đã mất đi một đối thủ có tầm cỡ. Chúc anh yên nghỉ.